Hôm nay thì có một phần quà là của bác Kim Hoàng, là bác ấy gửi cho anh, là 500 ngàn. Em gửi anh nhé. Cháu xin chân thành cảm ơn tới bác cũng toàn thể gia đình. Cháu chẳng biết nói gì hơn. Cháu luôn chúc đại gia đình làm ăn phát đạt. Cháu của anh hôm nọ là bị cái lất đất này rơi xuống là bị húp chết một con trâu nghé với lại một con trâu bò. Thế là trâu bò thì nếu mà theo anh tính anh thiệt hại là trâu bò là tầm giờ bao tiền rồi? Trâu bò hiện tại thì tính thời điểm này là anh phải thiệt hại khoảng 30 triệu. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa ông bác, hôm nay cháu Lực tạm gác lại công việc của hai ông cháu và lên trên nhà của anh em của anh thợ, anh Phong của bác ạ. Hôm trước thì cháu Lực có đăng tải một cái video lên thì phải nói là năm nay thì là ở trên vùng cao của bác, đặc biệt là Hà Giang đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai rất là lớn. Và nhà của anh thợ thì là hôm trước cũng bị ảnh hưởng của bác ạ. Hiện tại thì là những cái chỗ mà cháu Lực đứng ở trên này này của bác này là nguy cơ là nó bị sập xuống. Cho nên là hôm nay là cháu Lực xuống đến đây thì là thấy là nhà anh em đội thợ, nhà anh Phòng của bác ạ, thì di rời là không có dám ở đây nữa rồi. Hỏi anh thì bảo là trên kia có một cái vết là nứt rất là lớn, là bây giờ nếu mà như có một trận mưa lớn ấy, thì sợ rằng là nó bị lấp hết cả ngôi nhà, thì không có dám ở đây nữa rồi cô bác. Thành ra là hôm nay là cũng được là hình như là bà con xuống giúp đỡ và di rời lại nhà. Vâng, thế rồi tao bác. À, thế là đang phao ra. Tại chuyện dân ra. Tại chuyện dân nóng cả. Tại thuật ăn dân như là chơi nó nổ. Hôm nay thì là cho lực xuống thì cũng có là nhận thêm một cái phần quà là của bác Kim Hoàng, là bác ấy có gửi cho anh Phong. Bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi gửi cái phần quà của bác Kim Hoàng tới cho anh Phong của bác nhé. Vừa rồi thì cháu Lực xuống thì thấy là anh ấy là cưa hết cây to ở đằng sau nhà này đi này các bác này, là không cho đằng sau nhà này có cây nữa. Nhìn thấy từ xa thì thấy là các chú là đang chuẩn bị là tháo poro ra cô bác ạ. Bây giờ thì là phải là di rời gấp cái ngôi nhà này rồi. Di rời được là còn di rời để mà xem là cái gì lấy được thì còn lấy để mà đi chỗ khác để mà anh ấy dựng tạm cái nhà để mà ở. Ra đây thì có là thêm là mấy bác là chắc là cũng giá hộ sao cô bác. Ồ, trên kia thì cũng có vẻ như là khá là đông người ấy các bác ạ. Này là anh làm gì đây anh Phong? Anh làm chỗ để cái cột nhà ấy. Tít trên hả bác? Vâng. Đây là em thấy là này xuống kia là có bị nứt từ trên kia xuống à anh? Nứt nứt từ đoạn trên kia. Thế là hôm nay là được là bà con trong làng là ra là di rời hết à? Vâng, nó anh không dám ở, bây giờ anh phải di rời ra. Vâng. Còn là đây là bác trai đúng không? Vâng. Thế là hôm nay là gia đình mình là được bên thôn là người ta hỗ trợ là di rời nhà anh. Thế như cái cột nhà này thì là anh để đây xong mấy nữa anh lại đi dựng tiếp à? Vâng, bây giờ anh chỉ tháo để đây thôi chứ giờ anh cũng chưa có kinh phí để mà anh dựng được luôn đấy. Vâng. Thấy là hôm nay là cũng có khá là đông người ra hộ anh à. Bây giờ thì đi vào nhà của anh Phòng đấy. Ôi, chỗ này thì cũng vẻ bị sạt xuống nhiều đấy anh ở chỗ này ấy. Hầu như là bị sạt xuống hết rồi. Sau nha, chỗ này sạt xuống là đến suối luôn rồi đấy. Chỗ này là đến suối luôn à? Vâng, đúng rồi. Sạt chỗ này thì có vẻ như là sạt ghê quá.
Đây là bên chính quyền người ta cho di rời hay là anh tự di rời anh? Cái này anh không thấy đảm bảo là anh di rời đấy. Vậy này nắm của thân bên nào? Này toàn bộ đằng sau này có nước hết rồi. Hôm nay là bây giờ là kiểu như thành rằng là một cái bùn đấy anh nhỉ? Đúng rồi, toàn bùn mà nước này. Chỗ nào có nước chảy luôn. Hiện tại thì lưng nhìn thấy là chỗ này là chảy nước khá là nhiều các bác ạ. Là rồi cũng đông người ra hậu ấy chứ anh ạ? Có chắc 20 người gì đấy. Xóm này khi mà gia đình có chuyện gì đấy các bác thì đều là ra giúp đỡ rất là nhiệt tình. Năm nay thì phải nói là một cái năm mà khá là đáng buồn đối với lại là bà con, nếu là gia đình nào mà rơi phải những cái tình trạng trường hợp như vậy. Đây dơm là bây giờ xếp hết nhà bên này anh. Dơm anh để sang bên này để phục vụ cho gia súc ấy. Tao tao khai tạp trên nè. Tao tao khai tạp chứ cao bộ tuổi tốt bài mà mới bắt ra cái này à. Tên ngâu về phải phá bên nát là giăng này nọ, sắp tên phải phá chứ đảm bảo chứ phải không? Vẫn làm vấn đề. Đây, hiện tại thì cái lực nhìn thấy là có các cô là ra giúp đỡ rất là nhiều. Phần mái hiên bên này thì hiện tại là chắc là đang tháo sào quá. Đây xem này xem. Với cái phần sàn nhà thì là hôm trước cháu Lực cũng đã chia sẻ lên cho các bác là cũng biết rồi. Hiện tại thì là đất Lực nhìn thấy là lấp hầu như là kín hết cả sàn nhà rồi các bác ạ. Ở đây thì hôm nay thì anh Thợ có chia sẻ với cháu Lực rằng là một tí nữa là sẽ tháo và di rời hết những cái cột nhà để mà đem đi chỗ khác, chứ ở đây là không có dám ở nữa rồi. Chị Ma TV được thử đi vào trong nhà để xem. Tháo được một mái hiên rồi bác nhỉ? Tháo được một mái hiên rồi. Ở đây thì là hôm nay là được, hình như được bên anh em trong làng ấy. Hôm nọ thì là lên thì cũng có còn một số là cái bao thóc, nhưng mà hôm nay lên thì thấy là anh em là di chuyển hết là ra ngoài rồi. Vậy ở cái nhà của anh Thợ là hiện tại là không có dám ở trong nhà nữa các bác, vì là trên kia là có một cái vết nứt rất là lớn. Là bây giờ gỡ là đinh là không có tháo được lên đâu các bác, đập nhà là thành lỗ như này. Sau này nếu mà đi dựng nhà thì sẽ có rất là nhiều những cái lỗ này. Đây, ở đằng sau nhà thì là hiện tại là bị sạt xuống là khá là nhiều rồi các bác, ở đây hầu như là chỗ này là bây giờ hiện tại không dám ở nữa.
Chỉ cho người quan được chỉ đấy. Và hiện tại là những cái tấm poro này, này là cũng không có dỡ ra, là cũng không có dám là để ở những cái chỗ này nữa, mà là di chuyển ra những cái chỗ tận bên kia để mà để những cái khu mà hiện tại là cháu Lực đang đứng này, cô bác này, thì nó đã nằm trong cái phạm vi mà là rất là dễ bị sạt lở rồi. Có vẻ như là ra để tận bên khe suối rồi ra phía bên này, có lẽ là chỗ này thì trên này thì chắc là không có bị sạt gì cả. Vừa rồi thì anh Phòng thì cũng có chia sẻ với cháu Lực rằng là ở phía tít trên kia, trên phía bên kia của bác này, gọi là đằng sau nhà ấy, là bị có một cái vết nứt rất là lớn, thành ra là nguy cơ là nó bị sạt và lấp nhà. Nên là hôm nay là anh em ấy di rời là nhà luôn, là không có dám dựng nhà chỗ này nữa hiện tại ấy. Những cái tấm poro như này thì là bây giờ thì xếp lên trên cao để cho tránh là khi mà nó bị sạt lở xuống là nó không lấp đến pro nữa. Đấy, pro này thì là sau này vẫn tận dụng lại được, nhưng mà nó sẽ thủng rất là nhiều chỗ. Thank you.
ở phần Poro phía trên này thì cháu được nhìn thấy là bây giờ là hứa ra là đi được đi gần một nửa rồi các bác ạ. Anh Phong hiện tại là cũng đang ở phần phía trên kia, cũng đang anh em gửi cái phần quà cho anh nhé. Anh cũng biết là anh đang vội rồi cho nên là em tranh thủ là gửi cho anh một tí đó. Hôm nay thì khi mà cháu Lực xuống đó các bác thì cũng có được là bác Kim Hoàng là bác ấy gửi cho cháu Lực là 500.000 để mà đưa cho anh Phong. Hôm nay thì có một phần quà là của bác Kim Hoàng là bác ấy gửi cho anh là 500.000. Em gửi anh nhá. Rồi gom cho anh, bác cũng chia sẻ cho anh là một phần nào đấy thôi. Cháu xin chân thành cảm ơn tới bác cũng toàn thể gia đình. Cháu chẳng biết nói gì hơn. Cháu vừa chúc đại gia đình làm ăn phát đạt. Cháu xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đại gia đình ạ. Cháu xin thành cảm ơn ạ. Anh Phòng thì hiện tại là cũng đang đi làm đang bận nữa bác, thành ra là cũng không có thể mà nói chuyện được với lại cháu Lực cùng với lại các bác lâu được. Cháu Lực xin được phép là thay mặt gia đình của anh Phòng gửi một lời cảm ơn tới bác Kim Hoàng rất là nhiều. Bác, cháu xin đây. Đây là một tí là ăn cơm luôn ở đây à anh Phòng? Chưa thì chắc ăn đây, tối thì biết là ăn ở đâu ấy. Bây giờ nhà này thì bây giờ em cũng thấy cột như này. Nhưng mà nhà này làm sao mà ngồi được đông người, nhà này cột nó bị đổ hết rồi. Chắc là tí ngồi ở ngoài thôi anh nhỉ? Tí anh chắc khả năng phải ngồi ngoài đây em ạ. Thế nhưng cái Pro này thì là anh chuyển hết ra để khi ra xa bên kia anh? Pro thì anh chuyển ra xa vì hiện tại khu vực này là anh không dám để rồi. Còn cái này ví dụ như ở phần bên này thì tí gỡ cột ra là chắc là phải đào hết đất ra mà anh, cái này ấy. Cái này chắc anh không đào nữa, anh rốt hết cột ra là vứt đấy thôi, dưới đây không dám được. Anh định bao giờ anh muốn dựng lại nhà mới? Bây giờ thì dựng thì anh cũng gọi là chưa có kinh phí, anh cũng chưa sử dụng được. Bây giờ anh chỉ là di chuyển để cho ra với cột kèo với cây các kiểu ra khỏi nơi an toàn trước đã. Bây giờ anh cũng chưa có kinh phí để mà dựng được luôn. Em biết cho Polo này bây giờ anh tháo thì tất nhiên là phải hỏng rồi. Polo này sau này nếu mà dùng lại được ấy thì tự dùng lại được, nhưng mà phải nói là nó sau này mưa là dột xuống là rất là nhiều. Anh Phòng thì là anh em mình có cơ duyên là gặp nhau là đi vào nhà của hai ông cháu để mà thực hiện ngôi nhà đấy các bác. Đấy, nhưng mà thời gian vừa rồi thì do là ảnh hưởng thiên tai là nhiều quá. Nhà thì hiện tại là đến bây giờ là không còn dám ở đây nữa rồi. Phải di rời gấp cô bác ạ, đến thời điểm hiện tại đấy. Thế rất là mong là sẽ được sự chung tay của các bác là giúp đỡ tận Phòng một chút. Đấy, lực không có mong sao là nhiều đấy, nhưng mà giúp đỡ cho anh Phòng một chút về cái phần vào đấy, cũng như là an ủi cái tinh thần thiệt hại về gia súc gia cầm thì cũng hiện tại là cũng thiệt hại khá là nhiều rồi. Hôm nọ thì anh không dám chia sẻ lên trên kênh ấy, thì anh thử nói lại cho em nghe là trâu của anh thì hôm nọ là do là bị như thế nào là bị chết anh? Trâu của anh hôm nọ là bị cái đất này lở xuống là bị húp chết một con trâu nghé với lại một con trâu bò. Nó rơi tầm bao nhiêu cân anh? Tạ không? Con bò thì chắc phải rơi vào một tạ thịt. Thế còn trâu, thế là cả trâu cả bò à? Vâng, cả trâu cả bò, hai con luôn đấy. Thế một trâu một bò. Thế là trâu bò thì nếu mà theo anh tính anh thiệt hại là trâu bò là tầm giờ bao tiền rồi? Trâu bò hiện tại thì tính thời điểm này là anh phải thiệt hại khoảng 30 triệu bên một con trâu, con bò đấy. Là cả trâu cả bò là 30 triệu. Đúng là rồi. Còn chưa tính đến những khoản mà di rời nhà ở thế này. Đúng rồi, bây giờ di rời thì cột thì cũng đã hỏng rồi. Còn về cái phần Pro này nữa này, Pro thì mình đã tháo ra thì tất nhiên là không thể tránh khỏi được là không thể hỏng. Cái Pro mình tháo ra là hỏng rồi. Từ hôm mà bị sạt nhiều đến giờ thì đến có nó có bị sạt thêm không anh? Thì anh mới di rời ấy. Có chứ, vẫn sạt thêm, bây giờ chuẩn bị sạt tít trên kia xuống mà bây giờ trên kia nước to bằng cái này. Vậy mà vào bàn tay xuống. Đi trên cái thửa ruộng trên kia đấy á? Đúng rồi, tít hết cái trên thửa ruộng này luôn. Ồ, thế là chỗ đấy nếu mà xuống thì là ngôi nhà này là bị lấp luôn đấy anh nhỉ? Toàn bộ ngôi nhà với ruộng đất này là lấp hết đến suối luôn. Ruộng anh bây giờ nếu mà trên kia sạt là ruộng này anh cũng chả còn cái gì nữa đâu. Thế là ruộng ở trước mặt này là phía trước mặt này là của nhà anh hết, là ruộng này hết. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ nếu mà trên kia bị sạt xuống là lấp hết rồi, không còn đấy. Cái gì nữa. Mong sao là trời đừng có mưa đâu các
phải nói là bây giờ nếu mà như mà trời mưa đấy, chỉ cần mưa phùn thôi là đã khiến là anh Phòng là thấy sợ hãi rồi. Trải qua cái những cái trận mưa lớn như này này, và đến cái hiện tại là đất cát là lún, phải nói là gần đến nhà ở rồi, không còn dám ở nữa rồi. Cho nên là anh Phòng rất là sợ hãi của bác là bây giờ ấy. Xem một em xem các bác làm. Hôm nay thì là ở đây thì là hàng xóm là gia hộ mình hết rồi anh, chỗ này ấy. Hàng xóm thì gia hộ, anh nhờ gia hộ ấy. Rất là có những công việc như này là hàng xóm là kéo nhau là đi ra giúp đỡ đúng không anh? Đúng. Em thấy là trên nhà là vật những cái bao thóc này là anh chuyển hết rồi à? Ngô thóc hết là chuyển hết rồi à? Chuyển hết rồi. Thế là bây giờ là đến hôm nay là cuối nhà anh nhờ? Hôm nay là anh chuyển nhà rồi. Còn đồ dùng vật dụng ở trong nhà là anh chuyển. Vâng. Có các bác thì là một tấm này, hai tấm này, phụ giúp đỡ nhau cho nhanh. Cái nước này thì là không biết là dò từ đâu về này các bác, một cái nguồn nước mà cũng khá là to. Đây đằng sau nhà thì cho lúc cũng đã ghi hình đấy, các bác nhìn thấy là hầu như là bị sạt. Bị sạt là không còn một cái gì luôn rồi. Bây giờ thì gỡ xong gần hết rồi. Này dây điện này còn có điện không bác? Dây điện này là bây giờ là không gỡ ra hết thôi nhỉ? Tính là tháo hết cả cột cả nhà đi rồi. Từ cái đôi trên số. Nếu ôm trên số thì sẽ hỏng không miếng cây nào luôn. Bây giờ phía bên này thì là hầu như là cái đất mà nó đẩy mạnh quá đấy các bác, là nhà khiến là cái ngôi nhà này ra phần những cái cột nhà ấy, còn ra phần là phía cây mà dùng để mà nối lại với nhau ấy thì cháu lực nhìn thấy là cũng là bị gáy rồi, cho nên là còn là nảy hết cả lên này, phòng hết cả lên rồi này. Chú Toán là bây giờ mới lên đến đây à chú? Hôm nay là cũng lên là giúp đỡ cho anh Phòng à? Chú gửi một lời chào tới các bác này. Xin chào cô chú anh chị. Vậy công việc của mấy anh em đội thợ là hôm nay sẽ phải là tạm gác lại là một hôm các bác ạ. Đây là lý do là lên trên nhà của anh Phòng là cùng anh Phòng là di rời là nhà cửa. Hiện tại là chỗ này là không có ở được nữa rồi, cho nên là mới gấp rút là di rời như thế. Chú là vừa rồi chú đi bộ rồi dưới kia lên à chú? Vâng. Từ nhà chú lên đây thì xa không? Có chứ. Tầm khoảng 30 phút. Vâng. Đấy cháu chào chú nhá. Chờ cháu cũng phải là cháu đi về rồi. Vâng. Và khi mà có những cái chuyện trận thiên tai lớn như này này các bác này, thì nếu mà rơi vào những hoàn cảnh nào hay là gia đình nào thì phải nói là một cái thiệt hại rất là lớn về vật chất này, của cải này, cả tinh thần nữa. Nhà cửa thì bây giờ thì hầu như là gỡ là gần như là phần nóc pro là đã gỡ ra hết rồi. Còn đến hôm nay thì chắc là sẽ được gỡ hết tất cả khung nhà này, mọi thứ. Vừa rồi thì cháu Đức đang ở dưới kia thì là nghe mấy bác nói rằng là ở những cái thửa ruộng này có một chỗ là bị nứt rất là lớn của bác ạ. Cái thửa này thì chắc là đáy nước là không phải thôi. Cháu Đức thử đi nha. Cái thửa này thì là cháu Đức nhìn thấy là không có nước của bác ạ.
Ở bên đây thì có một thửa là không có nước này. Không biết là có phải đất ở bờ này không? Đây còn mới mới này. Vậy như mấy cái thửa này là hai cái thửa này các bác này, cháu được nhìn thấy là bên trong là không có nước, còn cái thửa dưới kia thì có nước. Ồ. Có vẻ như là các bác nói là cái thửa này các bác này. Các bác nhìn thấy cái dấu chân không các bác? Cái dấu chân trong này bùn quá. Đây. Ủa đây này, đây còn đến nối mà khô hết cả lên rồi các bác ạ. Ồ. Thế là bị nứt ở cái chỗ này này các bác này, chỗ này đi này. Nhưng mà cháu được nhìn thấy là hình như là anh phòng lên là lên anh ấy kiểu là ly giấm để cho nó không bị tạt thành nứt nữa, để cho nước nó không lọt được xuống. Nhưng mà cái thửa này là không có nước một chút nào này. Ủa, chỗ này cũng khá là xa đấy. Đâu đó là tầm độ là 100m cô bác. Thành ra là anh phòng thì đến hôm nay cô bác ạ là không có dám ở dưới kia nữa. Ở dưới thửa đấy thì cũng có những cái dấu chân này các bác. Những cái dấu chân này là nó bị nứt, thành ra là anh phòng lên là anh giấm lại để cho nó chặt một chút. Nứt ra một vết khá là lớn. Những cái chỗ dấu chân này các bác này, những cái chỗ dấu chân này là hầu như là nó bị nứt, thành ra là anh là đắp lại. Thời tiết thì hôm nay thì có vẻ là khá là nóng luôn. Cái công việc của nhà hai ông cháu thì hiện tại là hôm nay thì sẽ tạm dừng lại các bác nhá. Bởi vì là hai anh em thợ thì là ai cũng đều là lên trên nhà anh Phòng là giúp đỡ cho anh Phòng hết rồi. Cháu được xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Mm-hmm.